This is a fit kit. You may receive it in clinic or at home by mail. Đây là phần mẫu thử phân mà bạn có thể nhận được từ trong trạm y tế hoặc là họ sẽ gửi tới nhà bạn. This test is to screen for colon cancer. Đây là mẫu thử để cho kiểm tra về ung thư ruột kết của bạn. When you get it, you want to open it and remove the materials. Khi bạn nhận được, bạn phải mở ra và coi hết tất cả những thứ bên trong. Once you open the kit, you're going to write your name on it. Sau khi bạn đã mở ra và bạn phải viết tên của bạn lên cái dụng cụ thử phân. Your date of birth. Ngày sinh của bạn. And the date of collection. Và cái ngày bạn lấy mẫu thử. And once you're ready to go to the bathroom, all you need is the kit and this tissue. So, khi bạn đã chuẩn bị để đi vào toilet thì bạn phải đem theo cái đồ dụng cụ thử phân và cái miếng giấy bự này. First, you're going to put the tissue under the toilet seat. Đầu tiên hết, bạn phải để miếng giấy bự này để dưới vào bồn cầu của bạn. Once you've had a bowel movement, you're going to take the kit and open it. Sau khi đã bạn đã chuẩn bị đã có mẫu thử rồi thì bạn phải mở cái bộ phận sử thử phân. Cover the tip of the stick with the stool. Bạn lấy một ít mẫu thử và bỏ vào trong cái dụng cụ thử phân đó. And snap the kit closed. Và phải đậy kín lại. Do not reopen this. Nhớ rằng không được mở ra. Wrap it in the small tissue. Và cuốn lại vào bên trong cái miếng giấy nhỏ này. And place it in this bag. Bỏ vào trong cái túi nhỏ này. Place the bag in the envelope and seal it. Để cái túi nhỏ này vào bên trong cái bao thư và dán lại thật kỹ. And drop this off in the mail within 24 hours of collection. Và đem bao thư này gửi đi trong vòng 24 tiếng đồng hồ. No stamp is needed. Bạn không cần dán theo tem.